Trước khi chúng ta đến với tin tức MMA của tuần vừa qua, chúng tôi muốn thông báo một lần nữa rằng vào thứ 6 và thứ 7 tuần này, Việt Nam Top Team sẽ tổ chức tuần sự kiện lần thứ 2. Đây là một sự kiện giao lưu võ thuật với 3 thể thức Ground Fight, Striking và MMA. Hãy có mặt tại Việt Nam Top Team vào lúc 6 giờ chiều để xem các võ sĩ trổ tài nhé. Matsera gọi hành động đòi tái đấu ngay lập tức của Paulo Costa là hạ cấp. Cựu võ sĩ UFC Matsera đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Paulo Costa như sau. Trận thua vừa rồi trước Israel Adesanya đánh dấu trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của Costa. Tôi tin vào câu nói thì dễ hơn làm. Điều mà bạn không muốn làm sau một trận đấu giữa Paula và Israel là tham gia vào cuộc phỏng vấn và muốn chủ tịch Dana tổ chức một trận tái đấu ngay được. Hành động của Paulo thực sự là hạ cấp. Nói rằng tôi muốn trả thù, hãy cho tôi tái đấu ngay bây giờ ư? Thật ngớ ngẩn. Tôi không nghĩ là anh ta đấm trúng được Israel một quả nào. Những người như Paula cần một người thân cận bên mình, hét vào mặt để hiểu rằng thay vào đó hãy làm những việc như thế này này để làm gương cho những võ sĩ khác. Tôi có thể lấy Corey Sandhagen làm ví dụ. Ngày hôm trước đã thua trước Aljamain Sterling. Phải nói Corey là một anh chàng sáng lạn đấy. Trước khi phỏng vấn, anh ta không đưa ra bất kỳ một lý do nào bào chữa cho việc mình thua trận cả. Anh ta chỉ nhận ra những điểm yếu của mình và bản thân mình có thể thay đổi gì để giúp mình thắng ở trận tiếp theo. Đó mới là hành động của một võ sĩ thực thụ. Dù Corey chưa đạt được tới tầm nổi tiếng của Costa, nhưng Costa sẽ cần phải học tập anh chàng này nhiều đấy. Michael Bisping hiểu vì sao Wonderboy Thompson không muốn thượng đài với Chimaev. Khamzat đang ở một vị trí khó khăn vì anh ta gia nhập vào UFC, thắng 3 trận liên tiếp với trận mới đây hạ knockout với đối thủ với cú đấm đầu tiên. Anh ta được đặc biệt chú ý trong giới MMA. Dana và UFC ủng hộ cho anh ta. Công chúng có vẻ rất thích anh ta và liên tục có bài báo về Khamzat. Và bởi vậy nên danh tiếng của anh ta được đẩy lên cao rất nhanh chóng. Tất nhiên là được chứng minh bởi những trận thắng đầy ấn tượng của anh ta. Nếu một người đứng trong top 5 của hạng cân đó, tôi lấy ví dụ là Thompson nhé, mà tôi cũng không có ý xấu gì với UFC cả. Tôi nghĩ Thompson sẽ không nhận kèo đó đâu. Nhưng không phải vì anh ta sợ Khamzat, mà tôi nghĩ về việc anh ta đã nỗ lực như thế nào để có được vị trí hiện tại, để đứng thứ 5 trong những võ sĩ giỏi nhất ở hạng cân của mình, duy trì sự nghiệp của mình trong nhiều năm. Nếu trận đấu này xảy ra, người được lợi sẽ là Khamzat, một anh chàng mới 6 tháng trước không ai biết tới, nay được coi là võ sĩ triển vọng nhất ở hạng cân. Thì Thompson lúc này sẽ được coi là cái đà dành cho Khamzat bước lên tầm cao mới, trong khi sự nghiệp bao năm của mình lại bị dìm xuống. Vì vậy, tôi hiểu vì sao Thompson sẽ không muốn mạo hiểm trận đấu này. Daniel Cormier, trận giữa Masvidal và Covington là trận cần được thực hiện tiếp theo. Trả lời báo chí về trận đấu giữa Masvidal và Nate, chủ tịch Dana White khẳng định điều đó chưa tới lúc diễn ra, mà trận đấu tiềm năng sẽ là giữa Masvidal và Covington. Daniel Cormier thì nói rõ hơn về kèo bánh hấp dẫn này như sau. Một trận đấu giữa Masvidal và Covington khi hai người là bạn thân, bạn tập, bạn cùng nhà và giờ đây là đối thủ tiềm năng của nhau ư? Đánh luôn chứ còn gì phải nói nữa. UFC chưa muốn có trận đấu giữa Masvidal và Nate và đang nhắm tới Masvidal và Covington. Tôi dám nói rằng trận đấu này còn khét và đẫm máu hơn trận giữa Covington và Woodley đấy. Hãy tưởng tượng xem người bạn dành thời gian cùng trong lúc tập luyện và còn là bạn thân của nhau, hiểu nhau như thế nào, cùng thượng đài với bạn thì chắc chắn đây sẽ là một trận trao đổi đòn rất căng đấy. Chris Weidman xem Adesanya là kèo dễ ăn. Chia sẻ trên Twitter, Chris Weidman nói rằng: tôi vừa nhận ra Adesanya với tôi cũng có hai đối thủ là Gastelum và Silva. Tôi đã đánh bại Gastelum, thắng tận 2 lần trước Silva. Còn Adesanya chỉ thắng do quyết định của giám khảo. Anh ta chỉ là phiên bản không có đai đen như thuật của Silva mà thôi. Quá dễ ăn luôn. Đáp lại dòng tweet của Chris, Adesanya đã nói như sau: Chris Weidman, hãy dắt túi lấy vài trận thắng này đã nhé. Tôi đã nắm rõ chiến thuật của ông hết rồi. Đánh mà không thiếu đòn trượt, tôi biết cách triệt hạ đòn đá đơn và đá kép của ông. Như tôi đã nói, tôi đi trước ông cả 10 bước rồi. Rodrigo Nogueira ấn tượng với dịch vụ tại đảo quyết đấu UFC. Trời ơi, phải nói là dịch vụ đảo quyết đấu ở Abu Dhabi thật sự là không thể tin nổi. Quá tốt đối với du lịch. Hôm nọ tôi quên ăn tối, tỉnh dậy vào 3 rưỡi sáng và thấy đói vãi trưởng. Tôi định đi một vòng quanh để xem có gì ăn không. Lúc đấy tôi hỏi ban tổ chức có đồ ăn không, bạn có tin không? Người ta biết chính xác loại thức ăn mà tôi thích luôn. Ở khách sạn thông thường, họ chỉ cho bạn cái bánh sandwich. Còn ở đây, họ nấu cho bạn một bữa ăn nóng hổi luôn. Mà vào 3 rưỡi sáng, chúc mừng UFC Abu Dhabi, các bạn thực sự đứng đầu trong ngành dịch vụ khách sạn đó.